Dịp lễ Vu Lan này bạn đã lựa chọn được món quà ý nghĩa dành tặng cho đấng sinh thành của mình chưa? Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video giao ghế của team Chu Quang Huy. Hiện tại thì bên mình đang có mặt tại nhà khách hàng để giao và lắp đặt mẫu ghế massage FC999. Và bạn nhân viên thì đang hướng dẫn cho bác trai để sử dụng bảng điều khiển của mẫu ghế FC999. Với thiết kế thì rất là nhỏ gọn và rất là sang trọng. Mọi người có thể đặt ở phòng khách, phòng ngủ hay là ở mọi vị trí trong căn nhà đều rất là sang trọng và rất là hợp lý. Đó. Với bảng điều khiển của chiếc ghế FC999 thì hoàn toàn là bằng tiếng Việt với các bài tập massage sẽ giúp cho các bác hay là cả tất cả thành viên trong gia đình được thư giãn một cách tối đa nhất. Và sau một ngày làm việc thì mọi người có thể được thư giãn một cách tốt nhất. Đó. FC999 bên mình thì có đèn LED ở bên sườn của chiếc ghế giúp cho mọi người có thể dễ dàng phân biệt được thương hiệu Fujicare bên mình. Đó. Ngoài ra thì với hai loa nghe Bluetooth, mọi người có thể kết nối với điện thoại để nghe nhạc trong quá trình massage được tốt nhất. Và đặc biệt FC999 với bảng điều khiển bằng tiếng Việt có các bài tập sẽ phù hợp với mọi thành viên trong gia đình. Và mẫu FC999 thì rất là phù hợp đối với người cao tuổi, đặc biệt là những các bác bá hay bị chứng các vấn đề như là mất ngủ và những người bị thoái hóa cột sống. Đối với mẫu ghế thì được thiết kế với chất liệu da PU cao cấp, chống bụi bẩn ẩm mốc và đặc biệt là rất dễ lau chùi và vệ sinh. Mọi người chỉ cần khi mà có những bụi, mọi người chỉ cần lau bằng khăn khô là nó sẽ đi được những cái bụi ở trên ghế. Đó. Túi khí của chiếc ghế thì được ôm trọn cơ thể đưa lên hạ xuống, phù hợp với người cao tuổi thường xuyên bị đau nhức xương khớp, mất ngủ, người bị thoái hóa cột sống hay là tê bì chân tay hoặc là những tình trạng hay gặp ở người lớn tuổi. Và mẫu ghế được trang bị bi lăn 2D massage cố định ở những điểm như cổ vai, lưng eo hay là các phần bi lăn ở lòng bàn chân sẽ giúp cho các bác bá hay là mọi thành viên trong gia đình được ngủ ngon và ngủ sâu giấc một cách tối đa nhất. Đó. Đặc biệt là khi mà mọi người ngồi lên chiếc ghế FC999 có bi lăn lòng bàn chân, nơi mà có nhiều huyệt đạo trên cơ thể nhất thì có thể kích thích đến những lòng bàn chân cho chúng ta, giảm đi tình trạng đau tê bì chân hay là giúp cho mọi người có thể ngủ ngon một cách tối đa và ngủ sâu giấc nhất. Đó. FC999 với mức giá tầm trung thì mọi người có thể dễ dàng lựa chọn dành tặng cho bố mẹ, ông bà hay là dành cho cả gia đình để sử dụng thư giãn, hỗ trợ với các vấn đề tê bì chân tay hay là mất ngủ. Đó. Với những kỹ thuật massage, xoa bóp, ấn huyệt của FC999 thì giúp cho chúng ta được thư giãn nhất và cho một ngày làm việc với nhiều năng lượng, tràn đầy năng lượng cho một ngày làm việc mới. Đó thì rất là hiệu quả. Và dịp Vu Lan thì cũng sắp đến rồi. Nếu như mọi người quan tâm về các sản phẩm ghế massage của bên mình thì có thể liên hệ với bên mình theo số hotline 1900 866 685 để lựa chọn những sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành tặng cho ba mẹ của mình. Thì sau đây mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video đằng sau. Xin chào.